Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Trey dắt sim cho nổ bom tấn Mbappe cho MU. AC Milan ra tay giải cứu Maguire. Greenwood nỗ lực hồi sinh ở Tây Ban Nha, phũ phàng MU. MU đón 3 sao trở lại, bất ngờ mất Amrabat. Trey dắt sim cho nổ bom tấn Mbappe cho MU. Theo The Sun, ông chủ giàu có người Qatar sẵn sàng chiêu mộ 3 tân binh đình đám nếu tiếp quản câu lạc bộ. Giới chủ Qatar với hy vọng phục hưng Manchester United đã đưa ra lời đề nghị khủng để thuyết phục nhà Glazer nhượng quyền sở hữu câu lạc bộ. Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra như mong đợi khi phía ban lãnh đạo Quỷ Đỏ từ chối bán câu lạc bộ. Tuy nhiên, Trey Jassim, người đứng đầu tập đoàn Qatar, vẫn chưa từ bỏ tham vọng. Trong những diễn biến mới nhất, tờ Manchester Evening News đưa tin Trey Jassim cố gắng thuyết phục nhà Glazer bán Man United trong một nỗ lực cuối cùng. Bên cạnh đó, họ còn khơi dậy sự hứng khởi đối với các cổ động viên Quỷ Đỏ bằng kế hoạch chiêu mộ bộ ba Kylian Mbappe, Kingsley Coman và Eduardo Camavinga nếu tiếp quản câu lạc bộ thành công. Với nguồn tài chính ủng hộ, Trey Jassim hoàn toàn đủ khả năng để mang những ngôi sao hàng đầu này về Old Trafford. Tuy nhiên, mọi thứ có lẽ đã chấm hết khi mà cuộc đàm phán đổ vỡ. Ngài Trey Jassim được biết khi Sir Jim Ratcliffe cũng sẵn sàng tham gia vào cuộc đua tiếp quản Quỷ Đỏ, nhưng sẽ xem xét mua 25% cổ phần. AC Milan ra tay giải cứu Maguire. AC Milan triển khai kế hoạch bổ sung hàng thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông với mục tiêu Harry Maguire, trung vệ bị thất sủng ở MU. Harry Maguire đang xem xét tương lai của mình bằng cách cân nhắc việc theo bước Chris Smalling, người tìm thấy cuộc sống mới ở AS Roma. Giới truyền thông Italy đưa tin, AC Milan bắt đầu đánh tiếng với Maguire về thương vụ chuyển nhượng trong tháng giêng tới. Bản thân Maguire cũng để ngỏ khả năng gia nhập Milan và đá cặp với Tomori, người bạn của anh trong đội tuyển Anh. West Ham hiện tại cũng quan tâm đến Maguire, nhưng cựu đội trưởng MU muốn tìm kiếm nhiều lựa chọn hơn cho đến khi thị trường mở cửa. Trong những năm gần đây, nhiều cầu thủ Anh chuyển sang Serie A và thi đấu khá thành công. Ngoài Smalling và Tomori, còn có những gương mặt như Ashley Young đã chuyển đến Everton, Abraham hiện đang chấn thương. Maguire không được huấn luyện viên Erik ten Hag tin tưởng. Người hâm mộ MU cũng nhiều lần mỉa mai những sai lầm của anh. Ngược lại, cựu cầu thủ Leicester vẫn được huấn luyện viên Gareth Southgate trao một suất trong đội tuyển Anh. Maguire vừa đóng vai trò giúp Anh thắng Italy 3-1 và chính thức giành vé tham dự giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 Euro ở Đức. Khi Euro đang đến gần, Maguire cần thi đấu thường xuyên để có được phong độ tốt nhất. Milan đang là một trong các đội đua tranh danh hiệu Serie A, cũng như tham vọng vào vòng knockout Champions League. Điều này phần nào tạo sức hút đối với Maguire, giúp anh có cơ hội được giành danh hiệu mới. Chỉ có League Cup 2022-2023, Milan có khả năng đề nghị mượn Maguire kèm theo điều khoản mua đứt vào cuối mùa, giống như công thức từng áp dụng với Tomori. Greenwood nỗ lực hồi sinh ở Tây Ban Nha, phũ phàng MU. Mason Greenwood đang từng bước tìm lại hình ảnh của một trong những tài năng trẻ tiềm năng, nhưng có vẻ như cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Carlington không muốn trở lại MU. MU đã cố gắng giữ lại Mason Greenwood. Tuy nhiên, sức ép khủng khiếp đến từ công chúng Anh buộc giới chóp bu Quỷ Đỏ phải thay đổi kế hoạch. Họ chấp nhận để Greenwood đến Getafe theo dạng cho mượn, chi trả gần như toàn bộ lương thưởng và các chế độ đãi ngộ khác cho cầu thủ này dù đã đến Tây Ban Nha. Cũng may, màn trình diễn của Mason Greenwood kể từ khi gia nhập Getafe đủ tốt, 2 trận đá chính và 3 lần vào sân từ ghế dự bị. Tài năng trưởng thành từ lò đào tạo Carrington ghi một bàn và một kiến tạo. Hơn thế, cầu thủ sinh năm 2001 này vẫn duy trì được sự mềm mại và nét tinh quái ở trong lối chơi. Thế nên, MU đang tìm cách đưa Greenwood trở lại. Theo nhận định của ký giả Jeremy Jackson trên tờ The Guardian, đội chủ sân Old Trafford tin rằng sự góp mặt của Greenwood sẽ giúp huấn luyện viên Erik ten Hag giải quyết bài toán bên hành lang cánh phải. Dù đã chi đậm để chiêu mộ Jadon Sancho và Anthony, đây vẫn là điểm yếu trong đội hình của Quỷ Đỏ. Hiện tại, Mason Greenwood còn 18 tháng hợp đồng với MU, và khi mùa giải này khép lại, Greenwood sẽ bước vào năm cuối hợp đồng. Đội chủ sân Old Trafford vừa muốn đưa tiền đạo người Anh trở lại, vừa cố gắng thuyết phục anh gia hạn hợp đồng. Thế nhưng, nguồn tin của Daily Express cho hay, Mason Greenwood vẫn cảm thấy bị MU phản bội. Greenwood đặc biệt không muốn trở lại nước Anh thi đấu. Vì thế, cầu thủ trẻ này mong muốn sẽ rời hẳn MU trong phiên chợ hè 2024. Một số nguồn tin cho hay, câu lạc bộ Sevilla đang để mắt đến Mason Greenwood.
cử tuyển trạch viên đặc biệt theo dõi màn trình diễn của cầu thủ này tại Getafe. Nếu Greenwood chơi đủ tốt, đội bóng thành Sevilla sẽ gửi đề nghị chính thức. Một lý do khác để Mason Greenwood không muốn trở lại MU đó là vì huấn luyện viên Erik ten Hag. Theo đó, nhà cầm quân người Hà Lan bị cho là thiên vị cho cưng Anthony, là khởi nguồn mâu thuẫn với gia đình Sancho. Rõ ràng Greenwood không muốn đi vào vết xe đổ ấy một khi trở lại Old Trafford. MU đón 3 sao trở lại, bất ngờ mất Amrabat. Huấn luyện viên Erik ten Hag đang buồn vui lẫn lộn khi nhận tin về tình hình lực lượng trước trận đấu với Sheffield United. Một trong những vấn đề khiến các ông lớn của bóng đá châu Âu lo nhất sau dịp FIFA Days là chấn thương của các trụ cột. Điều này xảy ra thường xuyên đến nỗi người ta đặt tên riêng cho những ca chấn thương kiểu như vậy là virus FIFA. MU không nằm ngoài guồng quay ấy và ten Hag vừa đón tin không vui. Theo đó, tiền vệ Sofian Amrabat dính chấn thương khi thực hiện nghĩa vụ cùng đội tuyển quốc gia Morocco. Cầu thủ 27 tuổi bỏ lỡ trận thắng 3-0 của đội tuyển Morocco trước đội tuyển Liberia. Trước đó, cầu thủ này sớm rời sân trong trận giao hữu với đội tuyển bờ biển Nga. Huấn luyện viên Walid Leahy tiết lộ thêm với báo chí về trường hợp của Amrabat. Chúng tôi không hề giấu giếm sự vắng mặt của Amrabat. Cậu ấy đang dính chấn thương lưng và tôi buộc phải trả về câu lạc bộ. Sofian là cầu thủ quan trọng của chúng tôi nên tôi muốn bảo vệ cậu ấy một cách tối đa. Nhiều khả năng, cầu thủ người Morocco bị tái phát chấn thương bởi Amrabat cũng bị đau ở lưng trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia lần trước. Dù là tái phát hay chấn thương mới, đây đều không phải tin tốt lành cho Ten Hag và MU. Cuối tuần này, họ sẽ đối đầu với Sheffield United vào lúc 2 giờ ngày 22 tháng 10. Với việc Sofian Amrabat nhiều khả năng vắng mặt, trọng trách càn quét ở khu vực trung tuyến sẽ chỉ còn mình Casemiro đảm nhiệm. Tiền vệ người Brazil cũng khiến người hâm mộ MU thót tim khi bị đau ở mắt cá trong trận đấu với Venezuela. Mặc dù vậy, Casemiro vẫn thi đấu đủ 90 phút trong trận đối đầu với Uruguay mới đây. Điều đáng lo là Casemiro sẽ phải trải qua chuyến bay dài từ Nam Mỹ về Anh. Cầu thủ này có đảm bảo thể lực được hay không vẫn là câu hỏi lớn. Bên cạnh đó, Højlund cũng đang phàn nàn về việc bị tấn công vào lưng trong trận đấu với San Marino. Còn lại, Ten Hag đang đón khá nhiều tin vui về mặt lực lượng. Theo Manchester Evening News, Højlund, Van Aare, Maino đều đã bình phục và sẵn sàng thi đấu. Luxor cũng đang phục hồi tốt và có thể trở lại sau 2 đến 3 tuần nữa. Malaysia nhiều khả năng sẽ chỉ tái xuất trước khi bước sang năm mới cùng Lisandro Martinez.